Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Rất vui được gặp lại quý vị qua bài đọc với tựa đề Trung Quốc, mâu thuẫn giữa tập lý thực sự đang diễn ra, xin mời quý vị cùng đón xem. Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông ra đời, tương đương với khai tử một quốc gia hai chế độ ở đặc khu hành chính này. Đảng Cộng sản Trung Quốc phản bội lại cam kết 50 năm không thay đổi trước đó của chính mình và đẩy người dân Hồng Kông rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Biểu tình phản đối đã xảy ra nhiều nơi ở Hồng Kông, người dân bất mãn, thế giới lên án và ngay chính trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không hẳn có chung những tiếng nói, thậm chí là ngấm ngầm phản đối. Gần đây, nhiều dấu hiệu cho thấy có sự tồn tại mâu thuẫn giữa ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường. Tập muốn bóp Hồng Kông, Lý biểu quyết bằng ngón giữa. Ngày 28 tháng 5, trong đại hội nhân dân toàn quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phê chuẩn dự luật an ninh phiên bản Hồng Kông. Thời điểm biểu quyết thông qua dự luật, ông Lý Khắc Cường đã nhấn nút đồng ý màu xanh bằng ngón tay giữa. Đây chỉ là một thói quen hay là chính là hàm ý bất mãn? Hành động này của ông Lý Khắc Cường đã dấy lên nhiều đồn đoán. Theo Mộc Lan, Thứ tư ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020 đã bình luận. Lý Khắc Cường biểu quyết bằng ngón giữa là để phát tín hiệu. Trung Nam Hải, liệu ai có biết được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm gì trong 2 hoặc 3 tháng tới? Không ai muốn trở thành tội đồ của lịch sử. Căn cứ vào những điều này cũng không khó đoán hàm ý của Lý Khắc Cường. Đây là thế tay mà thế giới muốn chĩa vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lý Khắc Cường tát nước lạnh vào giấc mộng Trung Hoa của Tập Cận Bình ngày 28 tháng 5 năm nay. Trong buổi họp báo bế mạc lưỡng hội, ông Lý Khắc Cường đã công bố Trung Quốc đại lục có đến 600 triệu người chỉ kiếm được 1.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,2 triệu Việt Nam đồng trên một tháng. Ông còn cho biết hiện có khoảng 60 triệu người đang sống trong nghèo đói và cần có sự trợ cấp an sinh xã hội hoặc các hình thức hỗ trợ khác của chính phủ để tồn tại. Con số này dự kiến sẽ tăng thêm trong năm nay. Gần đây, Ông Lý mạnh mẽ ủng hộ kinh tế về hè, đồng thời đưa ra chính sách khuyến khích người thất nghiệp chuyển sang bán hàng rong để kiếm sống. Học giả chính trị Trung Quốc Ngô Cường chỉ ra rằng, bài phát biểu này của ông Lý trên thực tế cũng đang giải mã sự thất bại của các chính sách xóa đói giảm nghèo của ông Tập trong 8 năm qua. Học giả chính trị Trung Quốc Ngô Cường chỉ ra rằng Phát biểu này của ông Lý trên thực tế cũng đang giải mã sự thất bại của các chính sách xóa đói giảm nghèo của ông Tập trong 8 năm qua. Qua đó thấy được rằng, còn sự tồn tại vấn đề người dân có thu nhập thấp ở khắp các thành phố, dịch bệnh bùng phát, còn tiềm ẩn thất nghiệp trên quy mô lớn, từ đó mà phải thúc đẩy phát triển kinh tế về hè, thúc đẩy phát triển chủ nghĩa dân túy kinh tế đối lập với chủ nghĩa dân túy chính trị của Tập Cận Bình. Tuy nhiên Việc ông Lý phơi bày hiện trạng tồi tệ mà Trung Quốc đang phải đối diện, chẳng khác gì đang chế diễu tuyên bố thực hiện toàn dân thoát nghèo và xây dựng xã hội trung lưu vào năm 2020 của Tập Cận Bình. Tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vào tháng 10 năm 2017 và tuyên bố phấn đấu GDP bình quân sẽ vượt qua con số 10.000 đô la thông qua truyền thông nhà nước vào đầu tháng 1 năm nay. báo đảng trở mặt tẩy chay kinh tế về hè. Truyền thông Mỹ Media General đưa tin, ngày 1 tháng 6, trong cuộc khảo sát tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, ông Lý Khắc Cường nói, kinh tế quầy hàng và buôn bán nhỏ đang là nguồn cung cấp việc làm quan trọng, là pháo hoa tại nhân gian và đem đến sức sống cho Trung Quốc. Ngay lập tức, trên các kênh truyền thông lớn nhỏ của Trung Quốc tràn ngập các bài ca ngợi và ủng hộ kinh tế về hè. Tuy nhiên, chính sách khuyến khích người thất nghiệp chuyển sang bán hàng rong của ông lý đã chưa đến được một tuần đột nhiên có thông tin rằng ban tuyên giáo trung ương dưới sự kiểm soát của vương hộ ninh để bày tỏ trung thành với ông tập cận bình đã ra lệnh phong tỏa không chỉ yêu cầu truyền thông điều tra và xóa toàn bộ các bài báo về kinh tế vỉa hè mà các tài liệu chính thức liên quan trên trang văn minh trung ương cũng bị xóa Ngày 7 tháng 6, Nhật báo Bắc Kinh đăng bài đả kích kinh tế vỉa hè không phù hợp với Bắc Kinh. Bài báo đã dẫn chi tiết quy hoạch gian hàng giả ở Bắc Kinh để phản bác nói rằng là 109 quầy hàng này thực chất là địa điểm Bắc Kinh đã quy hoạch ngẫu nhiên nhiều năm trước và về cơ bản chúng chỉ được sửa chữa mới trong những năm gần đây. Bài báo còn liệt kê một loạt các ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế về hè đối với môi trường công cộng như đường phố bẩn thỉu, hàng giả, ùn tắc giao thông, vân vân và cho rằng nó không có lợi cho hình ảnh thủ đô, hình ảnh quốc gia của Bắc Kinh và kinh tế chất lượng cao. Cùng ngày, tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra bài Kinh tế vỉa hè đang ấm lên nhưng không thể trở thành cơn sốt, đề cập đến các vấn đề đối mặt với việc hàng hóa lan tràn trên đường phố, ngõ hẻm, không ít người lo lắng về vấn đề giao thông bị cản trở, làm sao để chất lượng hàng hóa được đảm bảo, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ phải giải quyết như thế nào. Những lo lắng này hẳn không phải thừa. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cũng công bố một bài bình luận nóng. Kinh tế vỉa hè không thể vô vập. Nhắc lại rằng nền kinh tế vỉa hè không phù hợp với Bắc Kinh. Nói rằng quản lý đô thị của Bắc Kinh sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý thực thi pháp luật đối với các quầy hoàng và cho rằng kinh tế về hè không phải là liều thuốc chữa bách bệnh và sẽ phản tác dụng nếu mù quáng chạy theo. Phản ứng từ cư dân mạng và các bên Phản ứng lại các nội dung trên, các cư dân mạng cho biết chợ đồ cổ Phan Gia Viên và chợ Ma cũng là kinh tế vỉa hè nhưng vì quản lý tốt nên không bị hỗn loạn và ngược lại còn rất hấp dẫn người mua. Do đó, không phải lo lắng chuyện chiếm lòng lề đường hay gây ô nhiễm bẩn thỉu các khu vực buôn bán được khoanh vùng, quản lý có trật tự. Do vậy, gần cả trăm sạt hàng hóa vẫn hoạt động ổn. À, cũng có người chế diễu, Bắc Kinh mấy năm nay đều bận rộn đuổi người đi, cấp thấp không được chào đón ở đây. Đề nghị ai thu nhập dưới 50.000 tệ thì nên sớm dọn đi để cho thủ đô được thơm tho sạch sẽ. Đồng thời cư dân mạng cũng nhận thấy các bình luận ngược chiều đều nhanh chóng bị xóa bỏ. Một số cư dân mạng thể hiện sự không hài lòng, xóa bình luận nhanh chóng mặt. Một tiếng nói bất đồng ý kiến cũng không cho lọt, ngạo mạn quá thể. Hồng Nhị Đại Trần Bình tại một cuộc phỏng vấn đã bình luận. Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị một thế giới hoang đường, tạo ra một cỗ máy khổng lồ, xử lý tất cả thông tin và sau đó phát sóng trên một mạng lưới rộng khắp. Kết quả là lời người ta nói ra đều là những gì đã được qua xử lý, bóp méo, dối trá, sau đó thì những gì bạn nghe thấy là thật hay giả, bạn không thể phân biệt được. Ông nói rằng, thể chế Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quen nói dối và run rẩy khi nghe sự thật. Những lời nói dối trước đây thậm chí còn tồi tệ hơn cả năng suất vạn cân trên một mẫu của đại nhảy vọt trước đây. Tờ Apple Daily ở Hồng Kông đã đưa tin Chính phủ trung ương đột nhiên muốn hạ nhiệt kinh tế vì hè, không chỉ vì yếu tố kinh tế mà vì mặt mũi của đảng, mà còn liên quan tới đấu đá ác liệt giữa tập và Lý đằng sau đó. Bài báo còn trích dẫn nhận xét của nhà bình luận thời sự Lưu Duệ Thiệu, sau khi dịch viêm phổi tương đối ổn định, cách thức khôi phục kinh tế của hai bên có một số điểm khác biệt. Trong khi tập hy vọng sẽ sớm khôi phục sản xuất thì Lý tin rằng sinh kế và việc làm của người dân nên được ưu tiên đảm bảo mặc dù bất đồng về phương cách nhưng mục tiêu ổn định kinh tế chung là thống nhất với nhau tuy nhiên tập đối với lý luôn có chỗ đề phòng do vậy lâu nay luôn cố tình ức chế quyền lực của đối phương mà lý cũng không phải tay vừa ăn nhạt trước nay vẫn luôn nhè chỗ hiểm để kháng cự lần này lại công khai thực trạng thu thập thấp của 600 triệu người dân, còn nhiệt tình thúc đẩy kinh tế vỉa hè, kỳ vọng tranh thủ vào ý dân để bảo vệ mình. Ông Lưu Dệ Thiệu nói rằng, kinh tế vỉa hè luôn tồn tại ở Trung Quốc đại lục. Ông Lưu Dệ Thiệu nói rằng, kinh tế vỉa hè luôn tồn tại ở Trung Quốc đại lục. Đây là một hoạt động phi chính phủ và chính quyền trung ương không thể kiểm soát việc đàn áp nó chỉ có thể gây ra cái sự phẫn nộ của công chúng và thậm chí trở thành một nguồn bất ổn. Ông Lưu Duệ Thiệu cũng dự đoán nếu Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 được tổ chức vào nửa cuối năm 2022 và Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch nước khóa thứ ba, ông Lý Khắc Cường nhất định sẽ bị đá ra. Cai xin bị tố thêm dầu vào lửa khi khẳng định lời Thủ tướng điều khiến ông tập cận bình càng thêm khó chịu chính là kênh truyền thông thường xuyên làm xấu mặt đảng. Mạng caixin.com vào ngày 3 tháng 6 đã công bố một báo cáo nghiên cứu từ Đại học sư phạm Bắc Kinh đề cập đến con số thủ tướng Lý nói là thực tế ở Trung Quốc. Phần lớn trong số 600 triệu người là ở khu vực nông thôn, chủ yếu phân bố ở vùng trung và miền tây, quy mô gia đình lớn và chịu gánh nặng về người già và trẻ em. Họ ở ngoài tầm mắt của chúng ta, không có cách nào để lên tiếng. Xã hội cũng không thể nghe thấy tiếng nói của họ. Họ là những người dân thầm lặng của xã hội này. Tờ Apple Daily nói rằng, Kaisin.com cố tình hay vô ý đã thêm dầu vào lửa và đạp chân vào hố bùn tranh đấu giữa tập và lý khiến cho ngoại giới ngạc nhiên. Lại có bình luận qua Twitter, có một câu hỏi là Thủ tướng Lý Khắc Cường và các số liệu do lưỡng hội công bố với thế giới ít nhất được kiểm tra bởi Văn phòng Nghiên cứu Chính sách của Hội đồng Nhà nước. Vậy còn cần cai xin đưa ra thêm bằng chứng sao? Hồng Nhị Đại Trần Bình nói trong một cuộc phỏng vấn, bất kể bề ngoài hay từ quan điểm phân tích, tập lý hẳn phải đang ở trong mâu thuẫn. Kính thưa quý vị, nội dung của bài đọc Trung Quốc mâu thuẫn tập lý thực sự đang diễn ra tác giả mộc lan đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau